đám cưới mình hôm nay em vui nhất. Bao nhiêu ngày mong ước với ngóng trông, bạn bè đông ta làm lễ tình hồng, cùng anh duyên vợ chồng chúng ta thuộc về nhau. Đám cưới mình đêm nay em xinh nhất, hai bên họ ba má cũng vui lòng. Vuốt chuồng dâu ông già vẫy tay mừng, kìa em sao thẹn thùng pháo vui nổ đùng đùng. Anh sẽ đưa em cùng về căn nhà xinh xinh, xin thăm hai đứa mình dìu nhau trong cuộc sống. Ta sẽ đưa nhau cùng vào khung trời mênh mông, say đắm trong giấc mộng đầm ấm nghĩa vợ chồng. Đám cưới mình bạn gần bạn xa đến, rất chân tình ai cũng chúc trăm năm. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới, chào bà con chàng rể dáng tươi cười. Đám cưới mình hôm nay em vui nhất, bao nhiêu ngày mong ước với ngóng trông. Bạn bè đông ta làm lễ tình hồng, cùng anh duyên vợ chồng chúng ta thuộc về nhau. Đám cưới mình đêm nay em xinh nhất, hai bên họ ba má cũng vui lòng. Vuốt chuồng dâu ông già vẫy tay mừng, kìa em sao thẹn thùng pháo vui nổ đùng đùng. Anh sẽ đưa em cùng về căn nhà xinh xinh, xin thăm hai đứa mình dìu nhau trong cuộc sống. Ta sẽ đưa nhau cùng vào khung trời mênh mông, say đắm trong giấc mộng đầm ấm nghĩa vợ chồng. Đám cưới mình bạn gần bạn xa đến, rất chân tình ai cũng chúc trăm năm. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới, chào bà con chàng rể dáng tươi cười. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới, chào bà con chàng rể dáng tươi cười. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới, chào bà con chàng rể dáng tươi cười. Ngày hôm nay xóm mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nết na, cô bác đều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ đã chính thức được làm xù. 1 2 3 vô vô 100% ta chúc mừng cô dâu mới, vô 100% ta chúc mừng chú rể ngoan, cầu cho hạnh phúc ấm no chung sức chung lòng đường đến tương lai. 1 2 3 vô 3 2 1 vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai, cầu cho hai họ sống vui cháu con đây đàn làng quê thêm rộn ràng.
ngày hôm nay xóm mình thiệt là vui. Ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga. Lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương. Đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau. Đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay xóm mình thiệt là vui. Đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nết na. Cô bác đều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan. Bà với ông Tư giờ đã chính thức được làm sư. Một hai ba vô. Vô trăm phần trăm ta chúc mừng cô dâu mới. Vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no. Chung sức chung lòng đừng đến tương lai. Một hai ba vô. Ba hai một vô. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui. Cháu con đây đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay xóm mình thiệt là và sau đây thì chúng tôi xin bắt đầu trong cái việc nghi thức của lễ đính hôn cho hai cháu. Vì hôm nay là lễ đính hôn cho nên là việc cảm tạ Thiên Chúa cũng như là lễ gia tiên thì xin rời lại ngày mai. Tôi xin được ngắn gọn. Xin quý vị chúng ta đứng dậy để có đôi lời cầu nguyện với Thiên Chúa. Cha là sáng, nước cha chỉ đến, đi cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nữ vương vạn sự hoàng an cầu cho chúng con. Xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của hai cháu và cho cuộc lễ thành hôn của hai cháu được mọi sự tốt đẹp. Amen. Tôi xin được đại diện cho bên quý tổng tập hội tổng nhà cha. Xin được gửi đến quý vị quý chức cùng những quan viên quý tổng tập hội tên họ nhà gái lời chúc sức khỏe và lời chào chân trọng nhất. Vâng thưa quý vị, giờ đây tôi xin được mạnh phép giới thiệu những thành viên bên quý tổng tập hội nhà cha chúng tôi có mặt trong buổi lễ hội đính hôn ngày hôm nay. Vâng, là trước hết xin giới thiệu với quý vị là bà chủ hôn bên quý tổng tập tổng nhà trai của chúng tôi, đó là ông bà Võ. Vâng, xin mời bà đứng lên. Vâng, xin đi cho bà chào mọi. Vâng, là tiếp đến là những vị khách liên ở bên quý tổng tập tổng nhà trai chúng tôi là bậc trên. Đầu tiên là xin mời ông Thiên là ông chú ruột của ông chủ hôn bên quý tổng tập tổng nhà trai chúng tôi. Vâng, tiếp đến là bà cô, cũng là cô ruột của bên quý tổng 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 nhà trai chúng tôi. Tiếp đến là cũng ông chú, ông thầm. Vâng, xin mời ông cũng là chú bên quý tổng 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 nhà trai chúng tôi. Vâng, xin mời một trang bá tay đây. Vâng, thưa quý vị, có câu người ta nói là yêu nhau chẳng quả xa gần gần. Cầu không tay bị cũng lần lần mà xa. Yêu nhau chẳng quả lầm lầm than. Mấy sông cũng lộ mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa. Lã vàng cũng quyết định con ba cũng liều. Vâng, thưa quý vị, khi nói đến chuyện tình yêu
nhất là tình yêu của đôi lứa, tình yêu lứa đôi thôi, thì yêu và được yêu đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi một con người. Và tình yêu cũng là món quà đặc biệt cao quý mà ông tạo hóa đã trao ban thì tạo dựng nên con người, loài người chúng ta. Và con người, loài người chúng ta đã duy trì và lưu truyền mãi cho đến ngày hôm nay. Nhưng thưa quý vị, phải chăng tình yêu lại được bắt đầu từ đôi mắt? Và phải chăng đôi mắt cũng là cửa sổ, cửa ngõ của tâm hồn? Vâng, thưa quý vị, cũng từ đôi mắt đó, từ cái nhìn đầu tiên đó mà hai cháu Hoàng Lạc và Mỹ Dung đã cảm mến, quen biết nhau và cùng nhau trở lên một tình bạn. Rồi từ tình bạn đó đã nảy sinh tình cảm để nảy ra một tình yêu. Và trải qua thời gian khá dài yêu nhau, tìm hiểu nhau, đã đến lúc hai cháu cùng cảm nhận rằng không thể sống mà không có nhau trong cuộc đời. Đã đến lúc phải đưa con thuyền mình cập bến bờ hạnh phúc yêu đương để hai quả tim cùng ngoài chung cho một nhịp. Bởi thế hai cháu đã nhất trí và quyết định tìm đến hôn nhân và được sự đồng tình, đồng thuận của đôi bên gia đình đã nhất trí và quyết định hôm nay ngày 28/4 là ngày lễ hỏi lễ đính hôn, đồng thời mới là ngày hôn lễ của hai cháu. Bởi lẽ đó hôm nay khi tập bên hỏi tập nhà trai chúng tôi đến đây cũng có mang theo một số lễ vật để làm sinh lễ cho buổi lễ hỏi lễ đính hôn ngày hôm nay. Kính mong bên khi tập bên hỏi nhà gái nhận cho chúng tôi một sinh lễ đính lễ vật này. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Tất cả những điều mà chúng tôi cũng muốn nói thì vị đại diện nhà trai cũng đã nói lên, nhất là tình yêu của hai cháu. Sau một thời gian các cháu đã tìm hiểu và đã quyết định đưa đến hôn nhân, thì nghi thức trong buổi lễ đính hôn hôm nay chính là cái thực hiện theo tinh thần thứ nhất là của tục lệ phong tục trong năm cưới hỏi. Thứ hai, chính lễ đính hôn này theo quy ước của giáo hội bên Công giáo chúng ta cũng buộc phải có thời gian đính hôn cho các cháu. Thời gian này chính là thời gian thử thách về tình yêu, cho nên là cũng kết bằng buổi lễ đính hôn trước sự chứng kiến của tất cả hai họ, các quý vị ông bà bậc cha mẹ cô bác chú gì trong hai họ chứng kiến ngày hôm nay, chứng kiến để vun đắp tình yêu cho hai cháu sau này được bền vững. Kỷ niệm này tốt đẹp. Vì vậy trong cái nghi thức của lễ đính hôn hôm nay, cũng như là ông vị đại diện vừa mới nói, thì theo cái sự hiệp thông của hai gia đình đã thỏa thuận cũng như trao đổi, và đồng thời nhất là theo cái tục lệ phong tục tốt đẹp để cưới hỏi, quý vị nhà trai có đưa đến ít đồ sinh lễ. Thì giờ đây tôi xin mời bà Ninh chủ hôn của cháu Thông đây chuẩn bị để tiếp nhận sinh lễ này. Xin mời vị đại diện nhà trai chúng ta giới thiệu cho cháu là Vâng, để tiếp lời thì đại diện họ nhà gái thì ở đây tôi xin được mặt phép để hai cháu mở tất cả những sinh lễ lễ vật mà bên hội quý tộc tổ trọng nhà trai chúng tôi mang đến đây trong buổi lễ hòa nhạc này. Giờ đây hai con đến mở tất cả những nhà gái. Đây đây xin lấy ghế để lắp xong rồi để cả con luôn cái ghế này. Đây lắp đây nè. Vâng, thưa quý vị, hai cháu đang mở tất cả những sinh lễ lễ vật và bên quý tộc tổ tộc nhà trai chúng tôi đã mang đến trong buổi lễ hội.
sinh lễ rất là đời thường mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn thường dùng trong đời sống. Nay ngày mai là chị cười. Quan kia, lối kia. Thưa quý vị, lá trầu vàng quả cau xanh ý nghĩa nói lên một chuyện tình duyên của đôi lứa yêu nhau, nói lên nghĩa phù thê, nghĩa vợ chồng. Vâng, và thưa quý vị, có câu nói như thế này: anh về thư với mẹ cha, đem trầu cau hỏi em về là dâu. Và hôm nay thì cháu hoàng lòng của chúng tôi đã làm đúng đúng như cái lời của vần thơ trên là đã về thư với cha mà đem trầu cau và xin lấy đến đây để hỏi với Mỹ Dung về làm vợ. Vâng, thưa quý vị, có đúng không ạ? Một chào bắt tay cho quý vị ạ. Và thưa quý vị, tiếp đến là như thế này, có câu thơ như thế này: có trà rượu, có cả bánh ngon, lại thêm hoa quả để xin cưới nàng. Tức là Mỹ Dung đây ạ. Vâng, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, đó là giới thiệu quý vị đó là một mâm quả trà rượu này, một mâm quả bánh hỏi và một mâm quả trái cây. Vâng, một chào bắt tay cho quý vị ạ. Và tiếp đến là một mâm quả giò, một cặp giò, một cặp giò, một thực phẩm chế biến mà do bàn tay của con người chúng ta làm ra rất mềm mại và thơm ngon. Và sau cùng đó là một mâm quả y phục áo cưới. Cái vị tôi thấy là có một cái hộp cho nhỏ màu đỏ đỏ này, để chắc đây là trang sức. Mà thì cái này thì tiếp cái vị để cho bà chủ hôn ở bên biết tập hoạt động ở trai. Chúng tôi sẽ lên đây và trao và đeo cho con dâu tương lai của mình. Và một phong bì, và phong bì này để xin bà chủ hôn cũng trao ra cho bà chủ hôn bên con gái dùng dùng để kính nhớ về về tổ tiên và cha mẹ của chúng ta. Và thưa quý vị, đó là những sinh lễ vật mà bên quý tộc hoặc tộc nhà Trạch chúng tôi đã mang đến đây trong buổi lễ hỏi lễ kính lồn ngày hôm nay. Một lần nữa kính mong bên quý tộc hoặc tộc bên họ nhà gái nhận nhận chúng tôi một sinh lễ này. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, những đồ sinh lễ này. Và sau đây là đến cái phần nghi thức chính, đó là đính hôn. Trong phần đính hôn này, trước hết vâng, thưa quý vị, như là quý vị tôi đã thừa trưởng trước vị là xin phép quý vị để cho bà chủ hôn chúng tôi thôi đeo cái trang sức mà hôm nay em ở đây trong buổi lễ hỏi đính hôn để trao cho cháu, trao cho con dâu tương lai của mình, trao và đeo cho con dâu của mình. Vâng, giờ đây xin mời bà chủ hôn trao và đeo cho con dâu của mình. Vâng, xin phép cho bà chạm tay để đích lệnh cho bà chủ hôn để quý tộc. Cô ơi, cô qua bên đây này, cô qua đây chú rể, cô dâu đứng cạnh chú rể đi rồi, cô qua bên đây. Chú để bỏ tay ra đi để cho con mẹ đeo để chụp hình đó. Rồi, chụp hình cho con. Và tiếp đến thì xin mời bà chủ lên đây, cái phong bì của bà chủ hôn lên đây.
quyết tổng hợp của anh trai trao luôn nha. Để lấy đẹp cho đẹp. Ba chú lấy cái bóng bì anh trao luôn. Để lấy được thêm cái ảnh cho đẹp. Rồi. Cảm ơn. Còn lại những cái phần việc thì trong buổi lễ ở nhà ta ở bên ngoài cũng như là gì chuẩn bị để ra thăm đường nhé. Có ai tuyệt vời
trong vôi nồng là duyên son thắm, xe tơ hồng thành dây chung môi nối câu vuông tròn. Chúng con
Xin lấy từ cha và ông nuôi dưỡng của anh chị. Này chúng con là những kẻ tin kinh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện vị cùng Chúa, kiểm nhận với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Ngày nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn ngày nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói cho các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con. Cũng như ngành nho từ nó không thể sinh trái được nếu không tính tiền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu các con không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là ngành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như ngành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển, là các con xin hiểu cái. Và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh rất quen thuộc để nói lên mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa và đặc biệt là với chính bản thân. Tuần trước chúng ta đã được nghe tin mừng Chúa Giêsu ví mình là một tử nhân lành. Còn ngày hôm nay thì Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy một hình khác, đó là cây nho. Chúa chính là cây nho thật và Thiên Chúa là người trồng cây nho này. Và con người được sinh ra bởi tình thương gắn kết với thân nho, bởi từ thân nho nó được nuôi dưỡng bằng sức sống, bằng sữa, bằng mật từ cây nho. Đời Kitô hữu chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta được mời gọi trở nên con, chính là lòng bác ái, chính là lòng thương xót mà Thiên Chúa đã thông ban cho chúng ta. Và nếu một người đã đặt niềm tin vào Thiên Chúa thì dứt khoát cuộc sống của họ phải gắn liền với Thiên Chúa qua Đức Giêsu. Và thì một khi con người ta rời bỏ thân nho Giêsu thì những cái nhành nho sẽ bị khô héo, sẽ bị quăng vào lửa. Vì vậy, sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống của mình để xem hiện nay chúng ta đang trong tình trạng nào, đang gắn kết với cây nho Giêsu hay là đang bị khô héo bởi những ngoại cảnh, bởi những tác động bên ngoài. Để đo lường được điều này thì Chúa Giêsu đã nói cần phải để cho Thiên Chúa gọt tỉa. Gọt tỉa bằng gì? Bằng chính lời của Thiên Chúa. Và thì một khi chúng ta nghe lời của Thiên Chúa, một khi chúng ta thực hiện và sống theo lời của Thiên Chúa, là chúng ta đang gắn kết chặt chẽ với cây nho Giêsu. Và tất nhiên với sức sống của lời, chúng ta sẽ sinh nhiều bông trái trong cuộc sống hiện tại. Và chính những bông trái này sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc, niềm vui và sự sống sau này. Và thì nhìn vào bản thân để chúng ta có thể chính chúng ta biết được chúng ta đang gắn kết với cây nho Giêsu hay không. Bằng việc cầu nguyện, bằng việc sống lời Chúa, bằng việc thi hành các giáo huấn của Hội Thánh,
bằng việc lắng nghe những lời mà Hội Thánh đang hướng dẫn chúng ta. Một khi chúng ta gắn kết với Hội Thánh là chúng ta đang gắn kết với thân thể bầu nhiệm Giê-xu, và nói chung trong tin mừng, chúng ta đang ở trong Giê-xu, đang được hút nguồn mạch ân sủng từ Giê-xu, và như vậy chúng ta sẽ là những con người hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ trong cuộc sống hôm nay, mà hạnh phúc sẽ đưa chúng ta đến sự sống viên mãn sau này. Đừng để cho cuộc sống của chúng ta bị tách lìa khỏi cây nho Giê-xu. Nếu một con người tách lìa khỏi cây nho Giê-xu sẽ mất sức sống của Thiên Chúa, và cuộc sống đức tin của họ sẽ trở thành khô khan nguội lạnh, sẽ chỉ là những hình thức bên ngoài, thiếu sức sống của niềm tin và thiếu ân sủng của Thiên Chúa, thì chúng ta thấy cuộc sống của người tin đồ sẽ như thế nào? Chẳng ai muốn. Và vì vậy, đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại, để cho chúng ta hãy nỗ lực hàng ngày gắn kết với cây nho Giê-xu. Chính ở trong cây nho Giê-xu mà chúng ta sẽ đón nhận được tình yêu cũng như lòng thương xót của Thiên Chúa. Các riêng đôi tân hồn chúng con thân mến, hôm nay chúng con đến đây với tư cách là những người con cái của Thiên Chúa. Chúng con được mời gọi sống trong cuộc sống ơn gọi hôn nhân và gia đình. Cả hai chúng con sẽ ký kết với nhau một giao ước nên một trước mặt Thiên Chúa. Chúng con sẽ là những nhành nho cần có phát triển thì có lớn mạnh và mang lại niềm vui hạnh phúc một khi chúng con gắn kết với nhau trong cây nho Giê-xu, nghĩa là trong tình yêu của Giê-xu. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Đó là lời mời gọi mà Đức Giê-xu đang nói với tất cả chúng ta, cách riêng với chúng con. Vậy thì sống với chúng con, xây dựng tình yêu của mình trên nền tảng tình yêu của Thiên Chúa, thì tình yêu của chúng con mới được. Còn nếu chúng ta chỉ sống theo tình yêu xác thịt, tình yêu mang tính con người, thì rất bấp bênh. Chỉ qua những cái sóng gió trong cuộc sống, trong cách đối xử, chúng ta dễ bị tan vỡ bởi nó chỉ mang tính tình yêu của con người. Vậy thì hãy luôn luôn nhắc nhở nhau, hãy luôn luôn làm cho gia đình của mình trở thành một gia đình gắn kết với cây nho Giê-xu. Muốn vậy thì chúng con phải năng cầu nguyện, phải làm sao để cho gia đình mình được đầy chất sống ân sủng của Giê-xu. Một khi chúng ta cầu nguyện, tức là chúng ta nối tiếp gia đình chúng ta, bản thân chúng ta vào trong đời sống của ba ngôi Thiên Chúa. Chỉ khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta mới vượt qua được những thách đố trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Chỉ khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta mới ý thức được cuộc sống hôm nay hướng tới ngày mai, đó là sự sống đời đời trong Thiên Chúa. Hãy nhắc nhở nhau, đừng để cho cuộc sống gia đình bị tách lìa khỏi cây nho Giê-xu. Hãy hút chất dừa từ nơi Giê-xu, bởi vì Đức Giê-xu, Chúa của chúng ta, đã hy sinh mạng sống, đã chết vì tội của con người, và đã dùng chính bản thân mình để làm giá cứu chuộc cho chúng ta, trở nên nguồn sống mới cho chúng ta. Vì thế, chúng con hãy nỗ lực hàng ngày nhắc nhở nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, yêu thương, một gia đình trang hòa, ân sủng của Thiên Chúa, khi chúng con biết đem nhau và đem gia đình mình sống trong tình yêu của Giê-xu. Hay nói như tin mừng là hãy gắn kết chặt chẽ cuộc sống của mỗi thành viên gia đình mình, trở nên những nhành nho được cắt tỉa để sinh công kết trái khi gắn kết chặt chẽ với cây nho Giê-xu. Xin Thiên Chúa là Cha nhân hậu, xin Đức Giê-xu là nguồn mạch sự sống và Thiên Chúa Cha trao ban cho chúng ta, chúc lành cho chúng con. Và
luôn luôn ở với chúng con và giúp cho chúng con làm phát triển tình yêu sinh sôi nảy nở hoa quả ở trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, và từ đó chúng con sẽ cảm thấy được niềm vui hạnh phúc mà Thiên Chúa trao ban cho chúng con trong cuộc sống hôn nhân. Và chúng con cũng phải xác định rằng thực hiện trong thế này, trong thánh lễ này, một cuộc trao đổi kỳ diệu
là làm cho bánh và đường chúng con nâng tiến trở nên mình và máu Thánh Đức Kitô, để chúng con được thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng cải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm càng sư vinh vực chúng con trước tòa Chúa. Người đã bị sát tế mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các thánh thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chu tôn vinh quang Chúa rằng: Vì Chúa thật là đấng thánh và muôn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa hưởng ơn thánh thần Chúa thánh hóa chữ của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình. Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị đổ vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu thao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là hầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đang chuyển Chúa chiêm trên và tiên dâng Chúa sống lại cho hơi khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu gần trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ thêm một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Giuse chúng con, Đức Giáo Mục Phụ Tá Soan, Đức Giáo Mục Ca Vinh và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi nhớ Chúa là Giacobbe Maria, là người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con, Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi gần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào một ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Thánh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Thánh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần nên muôn đời.
vâng lời Chúa Du Hê và theo thế thức người dạy chúng ta giáng nguyện ngài. Chúa xin các anh chị biết lời khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây thiên thiên chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc thiên thiên chúa. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là bản thân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Chúa Giêsu đã ra bái thương hiện diện tại tiệc cưới Cana, rộng ban cho các con và thân quyến phúc lành của người. Xin chính người là đấng đã yêu thương hội thánh đến cùng, không ngừng tuôn đổ vào lòng các con tình yêu của người. Xin Chúa ban cho các con tin minh chứng niềm tin và sự phục sinh của Đức Kitô, biết vui mừng trong đời niềm hy vọng hồng phúc. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở ai cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Về sau chúc anh chị em đi bình an. Xa ngắm chan hoa trên hàng cây xanh lá, và rồi mây bay bay gió lung lay, mắt em cười ôi chào xinh quá. Bên em con đường hát ca, và trái tim này cũng là đang ca hát. Trộm nhìn em ngây thơ, đời bỗng như mơ, giấc mơ này ta cùng nhau sánh đôi. Người yêu bé bằng ơi, nắm tay anh đi tận cuối trời. Bầy chim sẽ hòa ca, nắng lên tình mình càng thiết tha. Em quay sang cười với anh, nói câu gì nhưng mà anh không nghe thấy. Lòng này đang tây tây tí trên mây, má em hồng, môi em thơm ngát. Cao cao khung trời rất cao, chính lúc này hay là hôn cô ấy. Bầu trời cao cao cao, anh
thấy lao đao gió đưa tình bay về nơi chốn nào. Về phố xa nắng tràn hòa trên hàng cây xanh lá, và dù mây bay bay gió lung lay mắt em cười ôi chào xinh quá. Bên em con đường hát ca mà trái tim này cũng là đang ca hát. Trộm nhìn em ngây thơ đời bỗng như mơ, giấc mơ này ta cùng nhau sánh đôi. Người yêu bé bóng ơi, nắm tay anh đi tận cuối trời. Bầy chim sẽ hòa ca, nắng lên tình mình càng thiết tha. Em quay sang cười với anh, nói câu gì nhưng mà anh không nghe thấy. Lòng này đang tơi tơi, tít trên mây má em hồng, môi em thơm ngát hoa. Cao cao khung trời rất cao, chính lúc này hay là hôn cô ấy. Bầu trời cao 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 anh thấy lao đao, gió đưa tình bay về nơi chốn nào. Vị ngọt ngào từ những trái tim đang yêu nhau, anh và em bước đi cùng hạnh phúc. Anh sẽ trong tình yêu em như mây đùa với gió kia ngất ngây khi chúng ta thuộc về nhau. Bất ngờ chào nhau ánh mắt mộng mơ, một
cùng vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Từ ngày em vẫn luôn mong chờ anh cuối con nơi cuối đường con đường, chờ nhau ánh mắt mộng mơ. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời. Và quý vị thân mến, khung
có niềm vui nào bằng niềm vui khi được nhìn thấy con cháu mình được khôn lớn và được dựng vợ gả chồng. Và không niềm hạnh phúc nào bằng niềm hạnh phúc khi được chứng kiến sự hiện diện của quý vị nơi đây. Vì sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh cho cả hai bên gia tộc. Vâng, vậy giờ đây chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời vị đại diện bên phía gia tộc họ nhà gái cũng có đôi lời cùng toàn thể quý vị khách quý đang hiện diện nơi đây. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hai gia tộc họ nhà trai và họ nhà gái, kính thưa toàn thể quý khách, cách đây một giờ đôi tân hôn là hai cháu của chúng tôi Mỹ Dung và Hoàng Long đã chính thức nhận phép hôn phối để trở thành đôi vợ chồng và đã được quý vị cùng cầu nguyện cũng như là chúc phúc. Giờ đây lại trong tình quý mến được toàn thể quý khách đến tham dự tiệc vui để chia sẻ với ông bà ông Đinh, không quản ngại thời gian công sức để chia sẻ cái niềm vui này và chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Tôi xin thay lời cho ông bà ông Đinh, chủ hôn của cháu Dung đây, xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị, quý khách, bạn bè, thân hữu xa gần của ông bà ông Ninh cũng như là của hai bạn tân hôn mà đã đến để chia sẻ niềm vui này. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn và chúc quý vị sức khỏe thật tốt đẹp và dùng bữa tiệc thật ngon miệng. Xin cảm ơn. Chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị và những lời chia sẻ thật là sâu sắc, thật ý nghĩa của vị đại diện bên phía gia tộc họ nhà gái. Vâng, vậy giờ đây chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời vị đại diện gia tộc họ nhà trai cũng có lời hồi đáp cùng toàn thể quý vị khách quý và vị đại diện gia tộc họ nhà gái, xin trân trọng kính mời. Chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, thưa quý vị, có câu ông tơ bà nguyệt xe duyên để mình quen biết và thành thông gia. Vâng, xin chúc cho tình thông gia của đôi bên gia đình từ đây sẽ luôn thắm thiết, bền chặt, gắn bó, keo sơn mãi mãi. Và thưa quý vị, kết tóc xe tơ bền đẹp mãi, xây nền hạnh phúc đến trăm năm. Hôm nay xung họp chúc mai, tình trăm một khắc, nghĩa dài trăm năm. Vâng, xin chúc cho đôi uyên ương Mỹ Dung và Hoàng Long. Vâng, xin chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và sau cùng xin chúc cho tất cả quý vị, quý khách, quý bạn trẻ thật vui say và ngon miệng trong tiệc vui ngày hôm nay. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn lời hồi đáp mà thật là ý nghĩa của vị đại diện bên phía gia tộc họ nhà trai. Và quý vị thân mến, vâng, được sự tác hợp của hai bên gia tộc, đôi bạn trẻ của chúng ta cũng đã có một thời gian tìm hiểu và họ cũng đã chấp cánh trò nhau để bay đến một nơi thật xa xăm, nơi sa mạc tình yêu, để rồi nơi đó họ sẽ xây lâu đài tình ái. Và đến hôm nay, chiếc thuyền hoa đã cập bến yêu thương và họ cũng đã có cùng chung một thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2018. Vâng, và kính thưa đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay, cây có cội, suối có nguồn, con người có tổ có tông. Dẫu biết rằng ông tơ bà nguyệt đã xe duyên kết tóc cho đôi bạn nên nghĩa phù thê, nhưng chúng ta cũng không quên đi những công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, người đã chút bao gánh nặng cuộc đời để nuôi ta khôn lớn. Vậy giờ đây xin trân trọng kính mời Tân Lam và Tân Lư chúng ta tiến tới tháp hiệu để đọc đầy những lì rượu hồng dâng lên đấng sinh thành. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
trai điệu thứ nhất để dâng lên đấng siêu thánh và trai điệu thứ hai để cùng chung vui với toàn thể quý vị. Vì vậy chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời quý vị hãy cũng hãy chuẩn bị những ly rượu, ly bia trên tay để cùng chung vui với hai bên gia tộc cũng như đôi tân lang và tân nương trong ngày hạnh phúc. Ngày em sẽ là một nửa của anh. Và giờ đây xin trân trọng kính mời tân lang và tân nương chúng ta cầm hai ly rượu để dâng lên song thân của cô dâu Bình Dung. Tân Lưu chúng ta tiến tới thắp bánh tình yêu. Thơm ngát ân tình, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Xin quý vị cũng luôn nguyện cầu cho đôi bạn trẻ của chúng ta được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Của chúng ta thưa quý vị. Tình yêu cứ thế lòng đầy trong anh. Vâng, xin chân thành cảm ơn và mời hai bạn được trở về nơi những bàn tiệc để cùng nhận thêm những lời chúc mừng. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Chiều hoàng hôn buông xuôi, mái tóc em như nhung huyền. Đôi môi em thướt tha với mắt em ngàn sao âu yếm. Vòng tay ai đưa lối dẫn dắt vào những cơn mơ thần tiên. Cơn mơ ngất ngây đến với anh cùng bao ân tình. Đến xin nhon ai tiếng ngất anh như đón chào. Đến xin nhon ai bước chân nhịp nhàng êm ái. Để sự nhỏ này ánh sáng lên môi muôn ngàn màu. Để sự nhỏ này ấm với em vòng tay ân tình.
chân ai đưa lối, những bước chân nhẹ trong mộng. Đôi chân em thướt tha với bao nhiêu gọi mời say đắm. Nhìn em trong khoe mắt, ước muốn được sống bao đêm cuồng say. Đôi ta ngất ngây, sánh bước mãi với nhau đêm nay. Để xin nhau đây, tiếng ngất anh như đón chào. Đến xin nhau đây, bước chân nhịp nhàng êm ái. Để xin nhau đây, ánh sáng lên môi muôn ngàn màu. Để xin nhau đây, ấm với em vòng tay ấm tình. Chân ai đưa lối, những bước chân nhẹ trong mộng. Đôi chân em thướt tha với bao nhiêu gọi mời say đắm. Nhìn em trong khoe mắt, ước muốn được sống bao đêm cuồng say. Đôi ta ngất ngây, sánh bước mãi với nhau đêm nay. Để xin nhau này, tiếng ngất anh như đón chào. Đến xin nhau này, bước chân nhịp nhàng êm ái. Đến xin nhau này, ánh sáng lên môi muôn ngàn màu. Đến xin nhau này, ấm với em vòng tay ấm tình. Đến xin nhau này, tiếng ngất anh như đón chào. Đến xin nhau này, bước chân nhịp nhàng êm ái. Để xin nhau này, ánh sáng lên môi muôn ngàn màu. Để xin nhau này, ấm với em vòng tay ấm tình. Ông trời đã định ngày lành tháng tốt, kết dây tơ hồng duyên thắm bền lâu. Xóm dưới làng trên hân hoan như Tết, đôi trai tài gái thảo thật thà. Đây là cau trầu lợn quay sinh lễ, đây rượu thơm nồng ấm môi đẹp lòng. Nhạc vui hòa tiếng hát ca kiều hoa rước dâu về nhà đẹp duyên đẹp mãi mãi sao trăm năm đầu bạc vẫn còn bên nhau đám cưới nhà sao vui quá đã đến rồi ước nguyện cả cuộc đời hữu duyên thắm tình về chung mái ấm nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm.
thiệt là hiền. Ông trời đã định ngày lành tháng tốt, kết dây tơ hồng duyên thắm bền lâu. Thứ hai là phần đường nguyện xin Chúa ngôi hoa gọi nghe lời con biết tha tình thương mến thân ô con ngày đêm lòng thầm xác hồn chẳng làm ơn miên lời cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện đánh ra tà sang nước của cháu trời nhà thì nhà ngôi rồi rồi nhà cháu quay lên đây nhá. Bác ơi, cho lùi lại xuống một tí được không? Đứng lùi xuống một tí được không? Sợ quá. Ông bà, cha mẹ và các bậc tổ tiên. Trước khi à, gia đình con xin bái tạ ba bái. Để con tôi mình trao cho cháu có bác cả nữa không
Dạ, bác cả đi yếu quá không có sang được. Dạ. Ở sau đây nữa là bác qua. Và chị của má sau đây. Các quen mặt tôi xin này, con mặt rồng này, ba rồi. À, đấy là một số vị trong vị cha bác họ ngoại, họ nội hai bên. Và sau đây là đến tất cả các anh chị em ruột bố mẹ bố mẹ sẽ sau cùng bố anh chị em ruột của bố mẹ sau cùng cháu Mỹ Dung bây giờ Tuấn là anh cả mời mời tất cả các vào hết đi vào đây đi xong rồi đi đứng đây đi đây bác giao cho Tuấn giới thiệu và mời từng người một để cho nó đúng tên. Có thể bác đọc lộ nhiều quá. Con xin giới thiệu các anh và con là lớn ăn cả. Đến là chú. Chị đâu? Kế. Chú. Đây là chú Bắn. Đến chú Chí. Có chị. Đến cô An. Cô Hồng, đó là một con và còn một em trai bên nước ngoài là cái chú con hết rồi, chú con bán mang em tất cả. Rồi bây giờ các anh chị có gì để cho hai em mới thì làm tư việc cho rồi một đấy. Thôi đợi con tí nha. Rồi giờ từng gia đình cho đó, anh chị cho từng gia đình lên đây lên đây hai ba rồi tiếp tục rồi gia đình anh xuống gia đình khác lên giúp mẹ mà lên rồi anh chị ơi quay cho con này cho em này quay về rồi hai chị ơi nhìn em này hai ba rồi cứ lần lượt lên như vậy đó. Chưa đâu nha rồi. Rồi nhìn em này chị ơi. Chị ơi gia đình ơi chị ơi. Áo xanh này nhìn em mà chị ơi. Ai chị ơi có trắng là nhìn đây. Ai ba rồi. Rồi cô chị ơi đứng sát vào đi, sát vào em ơi. Rồi. Rồi đưa cho em rồi bắt đầu là nhìn bạn nhìn đây là anh ơi nhìn em này ai ba rồi đeo nhiều quá nặng gãy cả tay rồi. Đây cô rồi cô đây nhìn đây đây rồi rồi đứng rồi chị tâm mình đây này đứng rồi chị tâm mình này rồi này đánh em. Rồi, đeo cho em rồi. Rồi, tay ghé vào đây, người mặt nhìn đây cho em cái này, xin lỗi anh ơi. Rồi, 2, 3, rồi. Rồi, chốt là chị Hoàng Anh, đây, úi trà. Chị Hoàng Anh bây giờ chưa có lập gia đình. Chuẩn bị. Rồi, quay ra đây anh ơi. Thiện. Anh ơi, quay ra đây cho em xin lỗi mình này. Rồi, chị ơi, nhìn đây, 2, 3, rồi. Và đây là phần quan trọng nhất đó là ba má của cháu Mỹ Dung trước khi mà cháu rời nhà để về gia đình nhà chồng về nhà mới chắc là ông bà cũng có gì để cho cháu để tính cách một tràng vỗ tay đi rồi chú dậy đứng xích lên tí rồi chú ơi mời chú bố cô dâu đứng xích là ngay chạy cô chú rể đi rồi cô rồi cô ấy cô đem ra đi cho mẹ gái cho con để chụp cho mình á. Thì cô bấm xong cũng được. Rồi, cô đem ra rồi.
Cô ơi, cô gá tay lên chỗ cổ cho con gá. Rồi, gá tay lên cổ, gá tay lên cổ. Gá tay lên, tay dưới, tay trên. Đấy, gá lại nhìn con này rồi. Cô chú nhìn con này. Hai, hai, ba, rồi. Đứng đi, tạm tập đi. Cầm đi, cầm đi. Rồi, nhìn con này. Con đây được chứ con này. Hai, ba, rồi. Các anh các chị cũng cha riêng bố thì bố chúc hai con trước khi con về nhà trần thì nuôi con hai 7 năm thì dạy dỗ lời lớn giáo cho con trước ngày con về trần và cố gắng con giữ để con sống một là để con hiếu thảo biết kính trên đường dưới với ông bà nội ngoại tất cả các bác bên nhà chồng vì điều đó thì nó sẽ rất tốt có đợi cho con về sau cũng cái lời an ủi và cái lời căn dặn của bố mấy chục năm thì nó rất là cái điều đặc biệt rồi bố nói ngắn gọn bố xin chúc cho hai con sống trọn vẹn hai sự hạnh phúc. Xính lại cái khỏi để mở kia tốt tốt mỗi bệnh mỗi khác thì thôi phải mở cũng được nhưng mà không mở thì làm sao nó có thể biết được cho nó có những cái gì để cho tất cả con viên này mọi để biết chứ phải không? Thế nhưng mà bây giờ chúng ta có lên mở không ạ? Mở ạ? Vâng, vâng ạ. Thế thì bây giờ lời đầu tiên thì tôi xin đại diện cho bên quý tộc 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 bên họ nhà cha lời đầu tiên xin gửi đến quý vị quý chức cũng như quý quan viên quý tộc bên họ nhà gái lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trăm năm chọn lấy một ngày, mà một ngày chọn lấy một giờ đẹp nhất là giờ đi đón cô dâu. Khi đi có trẻ có già, cụ ông đi trước, cụ bà đi sau. Chú rể thì đi giữa đám đông, vừa đi vừa bước, vừa trông vừa cười. Có đúng quý vị? Vâng, thưa quý vị, theo phong tục tập quán và truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam thì hôm nay là ngày xin dâu đón dâu ở bên quý tộc họ tộc nhà trai của chúng tôi. Bởi lẽ đó hôm nay quý tộc họ tộc nhà trai của chúng tôi đến đây có mang theo một số lễ vật để làm xin lễ xin dâu đón dâu trong buổi xin dâu đón dâu ngày hôm nay. Vâng, ngày giờ đây thì xin chào quý vị để hai cháu mở tất cả những xin lễ này, những lễ vật ngoài bên là quý tộc họ tộc nhà trai chúng tôi đã mang đến để giới thiệu. Vâng, cũng là những sản phẩm, những thực phẩm mà thường dùng hàng ngày trong đời sống của chúng ta thôi. Rất là đời thường. Vâng, gia đình cho phép tôi được giới thiệu tất cả những sản phẩm bên quý tộc và tộc chúng tôi đã mang đến trong buổi lễ xin dâu đón dâu giờ này. Vâng, thưa quý vị, trước hết thì ba giờ vẫn phải có mâm quả trầu cao, cũng như ba tôi nói rồi, lá trầu vàng quả cao xanh ý nghĩa nói lên một chuyện tình duyên của đôi lứa, cũng như nói lên nghĩa phu thê, nghĩa vợ chồng. Vâng, tiếp đến là một mâm quả trái cây và sau cùng là một mâm quả xôi gà và cũng có câu như thế này, chúng chị nghe có đúng không nhá? Đón em chẳng có là bao, đón em chỉ có mâm xôi con gà. Mong sao hạnh phúc mặn mà, tình ta mãi mãi trọn đời không mai. Hai cháu phải nhớ nhé. Hai cháu phải nhớ nhé. Mong sao hạnh phúc mặn mà, tình ta mãi mãi trọn đời không mai. Hai cháu phải sống sao gắn bó bên nhau, tạo hạnh phúc cho nhau. Đó mới là cái điều tốt để hạnh phúc của mình mãi mãi, như Thiên Chúa đã từng dạy bảo nhé. Vâng, thưa quý vị, đó là những xin lễ xin dâu đón dâu ở bên quý tộc 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 nhà gái chúng tôi. Kính mong bên quý tộc 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 nhà gái nhận cho chúng tôi những xin lễ xin dâu đón dâu này. Vâng, xin chân thành cảm ơn.
xin thay lời cho mà quý vị ra lại xin cảm ơn. Mẹ con dâu ôm con dâu. Con xin còn các bạn trẻ cũng giờ đây xin mời vị đại diện bên họ nhà gái có đôi lời phát biểu trong hôn sự ngày hôm nay trước khi vào những lễ nghi thức đặc biệt quý tộc họ tổ nhà gia chúng tôi vẫn xin trân trọng kính mời. Kính thưa tất cả các quý vị trong gia tộc họ nhà trai, theo đúng như là tinh thần của phong tục cưới hỏi cũng như là tục lệ tốt đẹp mà cha ông chúng ta để lại, đó là thuyền theo lái, gái theo chồng, chứ không phải là cũng có một số phong tục là người con dâu phải ở lại một thời gian, nhưng không, hôm nay tất cả hai họ chúng ta cùng đưa cháu Mỹ Dung về đây để trước hết làm dâu ông bà dưới này, thì đó là điều mà chúng tôi cũng là mong cái ý được tốt đẹp như là ba của cháu đã khuyên cháu. Cháu về đây thì là với nhiệm vụ là
trong đối với lại toàn bộ gia tộc và đặc biệt với lại người chồng của cháu, thế nào cháu được xứng đáng được người vợ hiền đấy, dâu Thảo, đó là điều mong ước của chúng tôi, cũng như là cháu về nhà muối này luôn luôn được mọi sự như ý và hạnh phúc chan hòa trong tình yêu thương nhân của gia đình Công giáo chúng ta. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các quý vị trong quý họ nhà trai, thì cháu cũng còn nhỏ cũng như là chưa ra đời được nhiều kinh nghiệm không có, thì xin mong được trước hết là ông bà thân sinh của cháu Hoàng Long đây tiếp tục để giáo dục dạy dỗ cháu sẽ được xứng đáng là con hiền dâu Thảo, đó là điều tốt đẹp. Một lần nữa xin kính chúc tất cả các quý vị trong gia tộc họ nhà trai và việc thành hôn của hai cháu được tốt đẹp. Chúng tôi xin cảm ơn. Vâng, giờ đây thì trong tâm tình, trong niềm tin tiếng thác của Chúa, thì giờ đây xin mời quý vị chúng ta cùng hướng về bàn thờ, chúng ta cùng nhau cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa. Con hồng ân trang chứa trao rồi cho đang ngồi thánh đường, nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương em ấp u con ngày đêm, nhân thân sáng hồn lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đêm, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa, đến muôn đời muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn người, vì tình yêu bao la Chúa lần đỡ con như vườn hoa tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng ơi hạnh phúc nào hơn, đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen Chúa, đến muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn người. Tiếp đến là phần kính nhớ về tổ tiên. Thưa quý vị, khi kính nhớ về tổ tiên, chúng ta nhớ ngay đến câu với các ngài không? Rồi khi các ngài đã qua đời, chúng ta có nhớ đến các ngài không? Chúng ta có thường xuyên cầu nguyện cho các ngài không? Giờ đây chúng ta hãy thinh lặng trong giây lát để mỗi người chúng ta hãy tự ngẫm nghĩ và tự vấn với lương tâm của mình để xem mình đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm đối với các ngài chưa. Thưa Tiên Tổ, chúng con xin dâng lên Tiên Tổ hai cháu mà chúng con vừa mới tác hợp để được nên vợ, nên chồng. Xin quý Tiên Tổ hãy đón nhận hai cháu, bầu cử cho hai cháu và phò trợ cho hai cháu. Giờ đây với lòng thành kính xin mời ông bà Trời Buôn và hai cháu chúng ta cùng dâng hương và xá hương lên trước bàn thờ tổ tiên của mình. Xin vái ba lạy. Và xin cảm ơn. Thưa quý vị, phần tạ ơn Thiên Chúa và kính nhớ tổ tiên xin được khép lại và dừng lại ở đây. Xin mời quý vị an toàn.
Rồi. Có một tí cho con chị thôi. Chị ơi, chị gác tay lên cổ, rồi chú giải bọn ra đi. Có tí cho con ở cái nhà này. Cái nhà này bàn giao luôn, mai mốt thì chị gác tay lên cổ, làm gì ra. Có tí cho cái nhà này. Chú giải đứng bên là chú giải đứng sinh hoạt, chú giải đứng sinh hoạt, chú giải. Nói cho vui thôi, thì bây giờ còn mấy cháu thôi. Rồi, chị ơi, nhìn em cái nhà này, nhìn em là cho cháu rồi. Anh ơi, anh ơi. Thương cái vị rồi, nhà thì bé nhưng mà thôi, mai mốt cháu là mang được. Anh nhìn em là chụp ra đây. Anh cái sống rồi, mai mốt cháu. Chị lấy gác tay lên cổ, anh nhìn em. Tấm gì làm. Rồi, trong chiến thuật này, ba, rồi. Rồi, thì bây giờ thôi, thì bà ngoại chồng anh kia cơ, thằng bà nội sắc phách này mà không qua thì không được, thôi xin phép cứ biết. Rồi, rồi. Dạ con tí nhá. Có cái xe ra. Rồi, rồi, cho con xin lỗi mình nhá. Rồi, hai, ba. Rồi, rồi, tám bộ về đi trước tên kia, nó nhanh cái này được kìa. Rồi, không chưa? Rồi, rồi, hai chọc qua. Rồi, ba chọc qua, rồi. Rồi, hai đứa cầm tiện con qua, đứa xin tụi mình thôi. Rồi, tụi mình luôn. Hai, hai, ba, rồi. Rồi, 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 tiến về đây làm nốt cái. Con đầu, nhìn cháu bảo không biết đâu. Các bà, mẹ đẹp, hai đứa đầu. Con của bà có và cháu của ông nói với các cháu ngoài cửa là tôi ông cũng thực sự là ông tin chắc là các cháu đã học hỏi giáo lý và công giáo và giáo lý hôn nhân thì các cháu rất hiểu hơn vì trước đây thì ông đâu có học giáo lý hôn nhân đâu, kể cả đọc thuộc mấy câu bản là được làm rất khó rồi. Thế nhưng mà ông giờ ông nói các cháu là rất là giáo lý thông suốt mọi cùng ngoài đường. Thì bây giờ ông muốn nói với hai cháu là một hai điều thôi thì bây giờ trước hết là các cháu phải lúc nào phải kính thờ Thiên Chúa. Thứ hai nữa là phải thảo hiếu với cha mẹ và kính thương nhận cha mẹ và mẹ trên cuối cùng mới xong rồi. Cho con chị mình này hai ba rồi hai thế hệ rồi cho con chị mình đấy nha bố đó đâu à bố đâu ai bố đâu ai bố đâu ai tâm ở đâu của cháu Long ai rồi rồi chưa nhưng xin tâm mình rồi một hai ba rồi vâng à tiếp đến xin mời các rồi vâng một tràng pháo tay cho các chú các bác kia hai ba hai ba rồi vâng tôi mới nhận được tin một trái đông hồ đã bảo là văn phòng thì mười dưỡng dương mười chữ đã tới đấy mà cứ đại diện cho các cậu với gì chúc hai cháu trong lòng hạnh phúc cậu cũng chẳng biết nói gì ai người đã cũng luôn các câu các bà đã nói hết rồi tôi cậu chúc hai cháu trong lòng rồi bố tay vâng cảm ơn cậu ơi xin chúc mình cậu ơi hai ba rồi tiếp đến thì còn mỗi em chị Văn được phải không ạ phải không còn ai không còn tiêu ai không rồi anh chị Văn đâu mời anh chị Văn đây là anh của Hoàng Long chào mừng hạnh phúc rồi chào mừng tay à đấy chụp anh đi ơi bé ơi đeo vào tay vợ đeo vào tay rồi quay mặt chụp anh ra ngoài quay mặt chụp anh cái này này một hai ba rồi hai chị em dâu bắt tay nhau đây hai chị em dâu ôm nhau cái này này hai chị em dâu ôm nhau cái hai chị em dâu ôm nhau cái đấy chỉ có hai chị em thôi để tôi bảo nhau nhé bỏ nhau mà làm anh cho con xin tấm mình ra này tấm này mới là tấm đẹp ra này đấy về một cái rồi hai ba giữ nguyên giữ nguyên hai ba rồi từ từ hai ba rồi chiều hoàng hôn buông xuôi mái tóc em như nhung huyền đôi môi em thướt tha với mắt em ngàn sao âu yếm mong tay ai đưa lối dẫn dắt vào những cơn mơ thần tiên cơn mơ ngất ngây đến với anh cùng bao ân tình
xinh hơn ai, tiếng ngất anh như đón chào. Đến xinh hơn ai, bước chân nhịp nhàng êm ái. Đến xinh hơn ai, ánh sáng lên môi muôn ngàn màu. Đến xinh hơn ai, ấm với em vòng tay ân tình. Như chân ai đưa lối, những bước chân nhẹ trong mộng. Đôi chân em thướt tha với bao nhiêu gọi mời say đắm. Nhìn em trong khoe mắt, ước muốn được sống bao đêm cuồng say. Đôi ta ngất ngây, sánh bước mãi với nhau đêm nay. Để xin hôn anh, tiếng ngất anh như đón chào. Đến xin hôn anh, bước chân nhịp nhàng êm ái. Đến xin hôn anh, ánh sáng lên môi muôn ngàn màu. Đến xin hôn anh, ấm với em vòng tay ân tình. Chân ai đưa lối, những bước chân nhẹ trong mộng. Đôi chân em thướt tha với bao nhiêu gọi mời say đắm. Nhìn em trong khoe mắt, ước muốn được sống bao đêm cuồng say. Đôi ta ngất ngây, sánh bước mãi với nhau đêm nay. Để xin hôn anh, tiếng ngất anh như đón chào. Đến xinh hôn anh, bước chân nhịp nhàng êm ái. Đến xinh hôn anh, ánh sáng lên môi muôn ngàn màu. Đến xinh hôn anh, ấm với em vòng tay ân tình. Đến xinh hôn anh, tiếng ngất anh như đón chào. Đến xinh hôn anh, bước chân nhịp nhàng êm ái. Để xin hôn anh, ánh sáng lên môi muôn ngàn màu. Để xin hôn anh, ấm với em vòng tay ân tình. Chim câu thủy chung suốt đời.
thể biểu hiện sự đồng tình đồng thuận trong hội sự ngày hôm nay. Vâng, xin mời đôi bên gia đình. Vâng, đồng thời xin chúc cho tình thông gia của đôi bên gia đình từ đây sẽ luôn thắm thiết bền chặt gắn bó kéo sơn mãi mãi. Vâng, xin cảm ơn đôi bên gia đình. Tất cả các bạn đã dành thời gian đến đây để chung vui ngày vui của con ngày hôm nay, con xin gửi chào trân trọng nhất đến tất cả toàn thể quý khách, lời chào trân trọng nhất ạ. Con xin cảm ơn ạ. Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư này. Là tiếng nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi buồn phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm. Xin mời. Tìm hiểu nhau đã đến lúc đôi bạn đây cùng cảm nhận rằng không thể sống mà không có nhau trong cuộc đời. Bởi lẽ đó hai bạn đã nhất trí và quyết định tiến đến hôn nhân. Niềm vui và thưa quý vị, ước vọng đó, ước nguyện đó giờ đây đã thành hiện thực. Trăm năm chọn lấy một ngày chọn lấy một giờ là đây. Vâng, giờ đẹp nhất hôm nay cũng là chính là thời khắc này đây. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng tôi xin trân trọng tuyên bố hai bạn Hoàng Long và Mỹ Nguyên giờ đây đã chính thức là của nhau, thuộc về nhau, chính thức lên nghĩa phu thê, lên nghĩa vợ chồng. Một tràng vỗ tay để chúc mừng cho con dâu và chú rể chúng ta, quý vị ơi.
quý vị trong bầu khí hân hoan vui mừng của ngày hạnh phúc ngày vui hôm nay. Giờ đây xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ thì đại diện họ nhà trai sẽ chung vui cùng gia đình chúng tôi để đánh dấu mốc cho hai cháu đã nên nghĩa phu thơ vợ chồng. Một lần nữa thay mặt cho họ nhà trai chúng tôi xin chúc quý khách một bữa ăn ngon miệng, không say, không quê. Xin chân thành cảm ơn. Vỗ tay đi các vị ơi. Vâng, xin cảm ơn. Được chính thức trở thành một gia đình hôn nhân công giáo như lời vị đại diện trong họ vừa giới thiệu. Đó là điều rất tốt đẹp. Thì chúng tôi cũng xin một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các quý vị trong gia tộc họ nhà trai. Rồi cảm ơn đặc biệt là ông bà thân sinh của cháu Hoàng Long đây đã có một sự tiếp đón tốt đẹp, và nhất là chúng ta cùng cảm ơn buổi lễ thành hôn của hai cháu đến giờ phút này là gần như là tốt đẹp 100%. Dạ xin chúc mừng và cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn vị đại diện họ nhà đó. Vâng thưa quý vị, giờ đây thưa quý vị, tiệc vui nào cũng đều bắt đầu từ những yêu rượu mừng. Vâng, giờ đây xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiến đến lời tháp ly. Tháp ly được xếp hình cầu vồng, cầu vồng khuyết. Vâng, giờ đây cô dâu và chú rể sẽ đong đầy cái cầu vồng khuyết này, tràn đầy cầu vồng khuyết này, chứng tỏ tình yêu tràn đầy hạnh phúc của đôi mình. Bỏ cái bông xuống vậy. Vâng thưa quý vị, cô dâu và chú rể chúng ta sẽ đong đầy tháp ly cầu vồng khuyết này, tràn đầy. Vâng, tình yêu sẽ đong đầy hạnh phúc cho đôi bạn, để đôi bạn luôn gắn bó bên nhau, hòa hợp bên nhau, cho ngày vui tiếp nối những ngày vui, cho tình yêu hết duyên thành trăm năm mãi thương. Vâng, chung tay rót chén rượu tình, tình sâu nghĩa nặng xin đừng quên nhau. Vâng, con tầm bối rối vì tơ, anh say vì rượu, ngẩn ngơ vì tình. Vâng thưa quý vị, cô trong một số rể có được ngày vui hôm nay chắc chắn hai bạn không cả đọc quên, đó là những bậc sinh thành. Vâng, những bậc sinh thành là những con người chỉ biết chịu khó gian nan suốt cả một đời, chỉ mong sao cho những người con thân yêu của mình được an vui, được yên bề gia thất. Vâng, để tỏ lòng tri ân sâu sắc ân nghĩa là câu để đời. Vâng, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phủ kín công cha, tần tảo sớm ôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Mà quý vị ơi, các bạn trẻ ơi, chúng ta đồng đầy lên đi, để chúng ta sửa soạn cùng với cô dâu và chú rể, để chúng ta nâng ly lên để chúc mừng trong ly rượu giao bôi của cô dâu và chú rể. Các bạn trẻ, các bạn góp đầy lên đi, sửa soạn nhá. Và xin mời đôi bên gia đình luôn nha. Chúng ta cùng cùng ly chúc mừng nhau luôn nào. 1, 2, 3, go. Vâng, hai cái đình chúng ta cùng cùng nhau đi chưa ạ? Sân khấu cái kiểu là hơi hẹp cho nhau, mình có thể biến lại nhau được.
Vâng, xin cảm ơn đôi bên gia đình. Và giờ đây xin mời đôi bên gia đình cũng như hai vị đại diện xuống lâu đài tình ái. Mà rồi đây đôi bạn sẽ trao cho nhau trong suốt cuộc đời của mình. Vâng, vì mặn mà ngọt ngào của bánh cũng là vì mặn mà ngọt ngào của tình yêu. Mà rồi đây hai bạn sẽ trao cho nhau trong suốt cuộc đời của mình đã. Một tràng pháo tay cho con dâu của thủ giả chúng tay cho mình ơi. Vâng, xin chúc đôi bạn trăm năm hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phụ thề. Vâng, xin... Hãy subscribe.
yêu em nhiều anh xin được cảm ơn. Em cưng chiều cho những điều anh mơ. Em chờ anh để làm người đến trước. Dòng vòng tay em xinh nhất trên đời. Cảm ơn em đã trao lời để cho anh thấy nụ cười ngọt mát. Lòng yêu thương như con thác tuôn trào. Cảm ơn em chẳng than phiền, biết xây cuộc sống trọn niềm thủy chung. Cảm ơn em đã cho anh làm chồng, bao năm em vẫn đợi chờ mong anh. Trong lòng dâng lên nghĩa chờ đến đây.
chiều xưa phai nắng giống mùa mưa lối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một lần yêu, khi biết yêu mơ mộng thật nhiều, mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngấu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời, anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như ru hồn em.